Xin chào các bạn. Tại một khách sạn tình yêu ở thành phố Sapporo thuộc tỉnh Hokkaido đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khi mọi người phát hiện một thi thể nam giới không đầu đang trong tình trạng phân hủy nặng. Nơi đây là một trong những khu giải trí về đêm sầm uất bậc nhất Nhật Bản. Vào ban ngày, thoạt nhìn qua thì nó không có gì khác biệt so với một con phố bình thường. Nhưng đêm đến, con phố này lại trở thành một nơi vô cùng nhộn nhịp. Và vụ án hôm nay diễn ra tại một khách sạn tình yêu có tên là Lest. Vào lúc 3 giờ chiều mùng 2 tháng 7 năm 2023, vì gọi mãi mà vị khách trong phòng số 202 vẫn chưa có dấu hiệu trả phòng. Cực chẳng đã, nhân viên phải lên tận nơi gõ cửa. Thế nhưng vẫn không có ai đáp lại. Không thể chờ thêm, nhân viên khách sạn đành lấy chìa khóa dự phòng, mở cửa. Cánh cửa mở ra đồng thời là cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mặt họ. Trong phòng tắm, một người nhìn hình như là phụ nữ đang quỳ rạp trước bồn tắm, đặc biệt là đầu cúi rất thấp. Gọi không thấy đối phương đáp trả, nhân viên bèn tiến lên kiểm tra. Và sau đó ai nấy bàng hoàng tới mức sốc, người thì chạy như bay ra khỏi phòng. Sau khi báo cáo với cấp trên, họ lập tức gọi cảnh sát. Và sau 20 phút, cảnh sát và giám định pháp y đã có mặt tại hiện trường. Khi họ bước vào phòng tắm và quan sát kỹ, ai nấy đều giật mình. Thì ra người đang quỳ không phải phụ nữ mà là một người đàn ông. Và người đó không phải đang cúi thấp mà là hoàn toàn không có đầu. Giám định pháp y kết luận nạn nhân tử vong do chấn thương vùng ngực gây mất máu nặng dẫn tới tử vong. Vết thương bị gây ra ở vùng phổi, thủ cấp của nạn nhân bị cưa sau khi tử vong. Nhân viên khách sạn ban đầu nhầm đây là người nữ bởi vì họ nhớ lại khi nhận khách rõ ràng là hai người phụ nữ. Khi khám nghiệm hiện trường, toàn bộ nơi này vô cùng sạch, ngăn nắp như là chưa có người ở vậy. Ngay cả vị trí xảy ra án mạng cũng bị kẻ gây án cẩn thận quét dọn sạch sẽ, không hề có dấu vết cướp giật cũng như vết máu rõ ràng. Mặc dù thu được khá dấu vân tay tại hiện trường, nhưng vì khách sạn như thế này rất chú trọng đến quyền riêng tư của khách, nên khi nhận phòng, họ không cần phải xuất trình chứng minh thư hay là giấy tờ tùy thân nào khác. Cộng thêm việc nơi này là nơi thường xuyên xảy ra các tệ nạn xã hội, nên việc xác định chủ nhân của các dấu vân tay là không hề dễ. Ngoài thi thể của người đàn ông này, cảnh sát không tìm thêm được bất kỳ vật dụng nào hỗ trợ xác định danh tính của nạn nhân. Có vẻ hung thủ đã mang các món đồ có liên quan đi mất. Vì vậy, việc xác định được người chết là ai, bao nhiêu tuổi, sống tại đâu, dường như cũng trở thành trở ngại lớn với cảnh sát. Họ chỉ còn cách kiếm manh mối từ nhân viên trực đêm tại lễ tân và camera an ninh. Theo trí nhớ của người lễ tân, vào khoảng 10 giờ 40 phút tối ngày 1 tháng 7, người được coi là nạn nhân đã làm thủ tục nhận phòng cùng một cô gái. Nạn nhân có vẻ ngoài khá đứng tuổi, trang điểm đậm, mặc áo hở bụng, váy ngắn. Vì không cần xuất trình giấy tờ tùy thân nên nhân viên ở đó ai cũng nghĩ đây là phụ nữ. Còn cô gái còn lại là một thiếu niên khoảng 20 tuổi, đội mũ đen, đeo khẩu trang, thân hình mảnh khảnh, cao từ 1m5 tới 1m6. Tại những khách sạn như vậy ở các khu phố đèn đỏ, việc một cặp đôi đồng giới cùng nhau vào đây là việc quá bình thường. Vậy cho nên không ai để tâm mà nhanh chóng hoàn tất thủ tục. Từ camera an ninh, có thể thấy cô gái trẻ mặc áo trắng kèm một chiếc quần váy. Sau chiếc mũ là mái tóc vàng, tay đẩy một vali đen khổng lồ. Có vẻ như cô và nạn nhân đã sắp xếp trước việc đến khách sạn này. Quá trình truy vết. Sau khi hai người nhận phòng, cô gái trẻ hơn đã gọi cho lễ tân, nói rằng bản thân sẽ rời đi trước. Khoảng 2 giờ sáng, camera an ninh đã ghi lại cảnh cô ta một mình kéo chiếc vali đen đó rời khỏi khách sạn. Tuy nhiên vào lúc đó, cô đã mặc bên ngoài một chiếc áo khoác và dường như còn có thêm một chiếc ba lô trên lưng. Sau khi cô gái rời đi, tính đến thời điểm thi thể được phát hiện thì hoàn toàn không còn ai khác vào phòng. Camera tại khu vực đậu xe cho thấy, sau khi rời khỏi khách sạn, cô gái đó rẽ sang phải rồi dừng lại tại bãi đậu xe, nhìn xung quanh ráo riết một lượt rồi lại quay đầu đẩy chiếc vali về bên trái khách sạn cho đến khi khuất hẳn khỏi camera. Cảnh sát đã huy động đến 240 viên sĩ quan để điều tra vụ án. Bước đầu thì họ theo dõi các camera theo hướng đi của cô, nhưng dường như là cô ta cũng khá khéo léo khi chọn những cung đường mà camera không soi tới. Cho tới ngày 3 tháng 7, cảnh sát mới một lần nữa nhận được hình ảnh của cô ta trên camera an ninh của một cửa hàng góc phố Sapporo. Lúc 2 giờ 15 phút sáng 2 tháng 7, cô gái trẻ này lên một chiếc ô tô màu xám bạc ở vỉa hè cách khách sạn khoảng 200m về phía bên trái. Có được đầu mối quan trọng này, cảnh sát rất nhanh tìm ra thông tin của chủ xe thông qua biển số. Tên của chủ sở hữu là Osamu Tamura, 59 tuổi, hành nghề bác sĩ tâm lý. Có cô con gái tên là Runa Tamura, 29 tuổi. Hơn nữa, cô con gái tên Runa này hoàn toàn trùng khớp với miêu tả của lễ tân khách sạn. Liệu Runa có phải là cô gái đã đến khách sạn cùng nạn nhân hay không? Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi. Không lâu sau đó, quá trình điều tra cũng có tiến triển. Vào tối 3 tháng 7, một bà nội trợ khoảng 60 tuổi sống trên phố Sapporo đã trình báo với cảnh sát, nói rằng chồng của mình tên là Hiroshi Ura,
mất tích sau khi tan ca tại chỗ làm vào ngày 1 tháng 7. Mặc dù bà cũng đã ra sức dò hỏi đồng nghiệp với mong muốn sẽ biết được tung tích của chồng, nhưng đến họ cũng không biết chồng bà đi đâu. Qua điều tra, Ura sau khi tan ca đến một quán bar gần phố Đèn Đỏ và tham gia một buổi vũ hội trang phục sau đó. Đặc biệt hơn, quán bar này chỉ cách hiện trường vụ án 250m nên đã làm dấy lên nghi ngờ của cảnh sát về việc người đàn ông mất tích kia ít nhiều cũng có liên quan đến vụ án mạng. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành hỏi vợ của Ura nhằm thu thập về đặc điểm người chồng mất tích. Khi biết ông ta từng phẫu thuật ruột thừa, còn có vết sẹo dưới bụng trái, sau một hồi so sánh, quả nhiên là trùng khớp với thi thể không đầu. Cảnh sát tiến hành lấy dấu vân tay tại nhà riêng của Ura. Kết quả cho thấy, thi thể nam giới không đầu tại khách sạn Tình Yêu chính là Ura, hiện đang bật vô âm tín. Ura là một nhân viên tại một nhà máy vật liệu xây dựng nội thất, năm nay 62 tuổi. Ông là một con người nghiêm túc, chăm chỉ, đáng tin cậy. Ông cũng nhận được rất nhiều thiện cảm từ hàng xóm. Có thể nói để tìm ra được khuyết điểm thì rất khó. Tuy nhiên không ai biết được, về đêm ông lại lột xác thành con người hoàn toàn khác. Theo những người tham gia hoạt động hóa trang tại vụ trường thì ông là người có tiếng tại sự kiện này. Từ khoảng 7 tới 8 năm về trước, Ura bắt đầu dấn thân vào những sự kiện hóa trang và chọn trở thành cô gái xinh đẹp. Hình ảnh của Ura sau khi hóa trang so với tuổi thật như đã hồi xuân 3-40 tuổi. Có lẽ lý do ông chọn làm như vậy là để thông qua đó giảm bớt áp lực trong công việc lẫn gia đình. Ura sinh năm 1961 tại Hokkaido trong một gia đình trung lưu bình thường. Sau khi trưởng thành, ông ta lấy vợ hiện tại và có hai người con trai. Nhưng do cả hai sức khỏe có phần không tốt, việc nhà cái gì cũng đến tay người vợ nên còn xảy ra tình trạng lịm đi lúc nào không hay. Do vậy Ura chỉ đành nhờ cha mẹ giúp đỡ. Mãi về sau khi con cái trưởng thành và sức khỏe được cải thiện thì gia đình họ mới chuyển ra ở riêng. Như bao nhà khác, con cái của họ sau khi đủ lớn đã tìm kiếm cơ hội tại nơi khác. Ông Ura cũng sớm bị căn bệnh khủng hoảng tuổi trung niên. Mặc dù sống cùng vợ chung một mái nhà nhưng cuộc sống của họ lại riêng rẽ, không quá để tâm đến nhau. Vào cuối tuần, Ura thường có thói quen ra ngoài nhậu nhẹt, chỉ về nhà vào tối chủ nhật. Còn cha mẹ của Ura do tuổi già nên đã mắc phải căn bệnh Alzheimer, phải đưa vào viện dưỡng lão. Mỗi lần tái phát có khi đến con bà cũng không nhận ra. Hàng đống áp lực vô hình khiến cho ông cảm thấy mệt mỏi, dần dần cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại. Thông qua những điều vừa kể, mọi người đều cho rằng Ura là người đồng tính và Nhật Bản vừa trải qua giai đoạn thảo luận thông qua dự luật về LGBT. Vì vậy, Ura được mô tả là một người đàn ông trung niên, vừa gánh gia đình và công việc trên vai ban ngày, đến khi khuất mặt trời mới dám thể hiện con người thật của mình. Tuy nhiên, chính những thông tin trên cũng đặt ra câu hỏi lớn. Nếu thực sự Ura là người đồng tính, thì người đi cùng ông đến khách sạn là đàn ông chứ tại sao lại là một cô gái? Chân tướng sự việc. Thì ra cải trang nữ với Ura vốn chỉ là đam mê chứ không phải liên quan đến xu hướng tình dục. Ura vẫn thích phụ nữ, đặc biệt là những cô gái trẻ. Ông thường lui tới những quán bar cho phép việc tiếp xúc da thịt, tất nhiên là chỉ khi có được sự đồng ý của đối phương. Tuy nhiên, Ura lại nhắm vào những cô gái trẻ, lợi dụng lúc họ say xỉn để sờ mó vào những vùng nhạy cảm, thậm chí ép buộc họ hôn và trao đổi thông tin liên lạc. Điều này khiến ông bị mang tiếng xấu trong giới và rất nhiều câu lạc bộ đưa vào danh sách đen. Ura cũng thường xuyên đóng giả là phụ nữ đứng tuổi tiếp cận các cô gái khác, nhờ vóc dáng có phần mảnh mai và diện mạo cũng khá đẹp, khiến cho đối phương cũng không thể tưởng tượng đây là một người đàn ông. Sau các buổi tiệc, ông đề xuất với các cô gái cùng đi khách sạn qua đêm. Lý do được dùng nhiều nhất là vì quá khuya nên sẽ không có tàu điện. Nhiều cô gái đã xa bẫy và những lời ngon ngọt của chị gái này nên đã đồng ý. Có một cô gái kể rằng vào khoảng năm 2019, cô bị Ura tiếp cận tại quán bar. Ban đầu cô không nhận ra ông ta là đàn ông, chỉ đơn giản là trò chuyện với người cùng giới như bình thường. Nhưng về sau, cô ta phát hiện người này liên tục nhìn trộm và khen ngợi vẻ đẹp cũng như vóc dáng cô, bộc lộ rõ bản năng của một con thú săn mồi. Nhanh trí, cô tìm cớ đi vệ sinh để thoát khỏi ông ta, nhưng Ura lại đi theo và định lẻn vào nhà vệ sinh nữ. Rất may, nhân viên tại quán ngăn chặn kịp thời. Như vậy có thể tạm kết luận, Ura không phải là một người đàn ông trung niên đơn thuần và giản dị như mọi người thấy, mà ẩn đằng sau là một vài bí mật đen tối. Quay trở lại với cô gái trẻ Runa, nghi phạm chính. Vì cách thức gây án của vụ việc vô cùng tàn bạo nên đã gây chấn động dư luận. Nhiều mặt báo đã đưa thông tin của vụ án. Không lâu sau, nó trở thành tâm điểm. Nhiều người còn nghi ngờ cô bé là tình nhân của Ura. Cảnh sát đã lập một đội điều tra chuyên án. Và qua khám xét, họ phát hiện vào ngày xảy ra vụ án, Runa mua một cái cưa, dao, một chiếc còng tay, một chiếc vali lớn màu đen tại siêu thị gần nhà. Còn Chako, Osamu mua một chiếc áo mưa tại cửa hàng Sapporo, rồi họ cùng nhau mua thêm một cái nữa. Sau vụ án,
họ quay lại cửa hàng và mua một túi đá lớn. Trong 3 tuần sau đó, cảnh sát không công bố bất kỳ tiến triển nào về vụ án. Tới sáng 24 tháng 7, đội đặc nhiệm đã đột kích vào nhà Tamura. Để nói thì đây là một cơ ngơi rộng lớn. Căn biệt thự 3 tầng này được xây vào năm 2004, nằm ở phía đông Sapporo. Căn nhà được xây chủ yếu bằng bê tông cốt thép chứ không dùng gỗ như các ngôi nhà thường thấy tại Nhật. Điều này cho thấy gia đình Tamura có nguồn kinh tế khá tốt. Mặc dù bên ngoài không có gì bất thường, nhưng ngay cả vào ban ngày họ cũng kéo rèm kín mít, toát ra một cảm giác rợn người. Vừa mở cửa, đội đặc nhiệm đã bị một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Họ phát hiện ở tầng 1 chất đầy các thùng cát tông, rác thải thì chất thành núi, lẫn trong đó còn có mùi ôi thiêu của đồ ăn lên men. Bước lên tầng 2, họ phát hiện một túi nhựa đáng ngờ trong phòng tắm. Lại gần, một sĩ quan lấy tay lật ra, bên trong có một cái đầu người đang trong tình trạng phân hủy. Qua khám nghiệm thì có vẻ cái đầu này đã ở trong ngôi nhà ít nhất là nửa tháng. Nhìn vào hàm răng và các vết tích có thể khẳng định đây chính là thủ cấp của cái xác không đầu cũng như người đang mất tích, Ura. Tại gia đình Tamura, cảnh sát tìm thấy 4 cái cưa và hơn chục con dao. Thêm vào đó là một chiếc vali đen, trùng khớp hoàn toàn với chiếc mà nghi phạm mang theo trong camera vào ngày xảy ra vụ án. Họ cũng tìm thấy quần áo, ví, bằng lái xe mà nghi phạm rất có thể đã sử dụng trước khi vụ việc xảy ra, cùng với nhiều vật dụng nhuộm đỏ máu. Tang chứng nhanh chóng được cảnh sát đóng thùng để điều tra. Cần đến 42 thùng mới có thể chứa hết chỗ đồ vật có liên quan. Phải biết con số 42 gấp đôi số lượng thường thấy trong các vụ án hình sự thông thường. Trên máy tính của gia đình Tamura, Osamu cùng con gái Runa tìm kiếm các từ khóa như là nước rửa dấu vân tay và thuốc tẩy trước thời điểm xảy ra vụ án. Từ khoảng 2 giờ sáng sau khi vụ án xảy ra đến 3 giờ chiều cùng ngày, trên điện thoại của cả gia đình đều có lịch sử tìm kiếm về vụ án tại khách sạn Les. Và sau đó, một đội điều tra đã tiến hành bắt giữ ông Tamura với cáo buộc giết người và hủy hoại thi thể. Cảnh sát nghi ngờ rằng với một cô gái với tuổi đời không quá 30 như Runa, không thể nào hoàn thành một khối lượng công việc lớn như là xử lý thi thể lẫn săn hại nạn nhân. Tiểu sử nhà Tamura. Vào ngày thứ hai sau khi cha bị bắt, mẹ của Runa, 60 tuổi, cũng bị cảnh sát bắt giữ. Cả một gia đình cùng phạm tội, khiến mọi người càng thêm mơ hồ. Osamu là trưởng khoa tâm thần của một bệnh viện địa phương, tốt nghiệp Đại học Y Tashiro vào năm 1988. Ban đầu thì chuyên ngành chính của ông là ngoại khoa, nhưng vì chứng bệnh chóng mặt khi nhìn thấy máu, ông đã dạy hướng sang tâm thần học. Ngoài ra thì Osamu còn là một người yêu thích việc ca hát. Trong thời gian đại học, ông ta lập một ban nhạc và làm guitar kiêm ca sĩ chính. Về sau khi có công ăn việc làm, ông vẫn thường xuyên dành thời gian để đi diễn với các nhóm nhạc. Đồng nghiệp, bệnh nhân từng gặp Osamu ấn tượng rất tốt về ông ta. Họ nói rằng tuy Osamu khá hướng nội, nhưng xét chung thì vẫn là một con người dịu dàng và thân thiện. Hơn nữa là người có tay nghề. Không chỉ vậy, Osamu còn là một bác sĩ có trách nhiệm, thường xuyên tham gia các buổi nói chuyện về sức khỏe tâm thần, giúp đỡ lượng lớn người mắc các chứng bệnh về tâm lý. Theo hàng xóm, quan hệ vợ chồng của nhà Tomaru là rất hòa thuận. Sau nhiều năm kết hôn, họ vẫn giữ được lửa như lúc mới cưới. Chồng thì đam mê ca nhạc, còn vợ thì say mê hội họa. Đôi lúc Osamu còn đăng tải các bức họa của vợ lên mạng xã hội. Nói về người phụ nữ này thì hồi trẻ, bà từng làm việc tại bảo tàng mỹ thuật và đóng vai trò là một nữ sinh đại học trong một bộ phim ngắn do hiệp hội sản xuất. Sau khi kết hôn, bà lui về hậu phương và chuyển sang các công việc bán thời gian gần nhà. Ngoài vẽ tranh, bà Tamura còn bày tỏ hứng thú với thực vật và các loài côn trùng. Mỗi khi có thời gian, bà sẽ tỉa cây cối. Chỉ cần hàng xóm khen các bông hoa của bà trồng đẹp, bà cũng sẽ tự nguyện hái và tặng cho họ. Ngoài ra thì bà còn thường xuyên tặng hạt giống của những cây mà nhà đã trồng cho hàng xóm. Khi cây lớn, hàng xóm cũng sẽ mời bà đến tham quan và đích thân bà sẽ vẽ thiệp tặng làm quà. Tiếp đến là Runa Taruma, con gái độc nhất trong gia đình này. Từ nhỏ được cha mẹ cưng chiều như công chúa. Tuy nhiên không biết từ khi nào cô lại mắc chứng tâm thần phân liệt, không biết có phải do tác dụng phụ của việc nuông chiều quá mức, khiến cho đôi lúc Runa trở nên bướng bỉnh, dễ cáu gắt. Tình trạng tinh thần của cô không ổn định cho lắm. Chỉ cần gặp chuyện khiến cô phật ý, Runa lập tức sẽ nổi loá. Có lần một người bạn chỉ trêu chọc, nói cô ăn mặc giống một nhân vật hoạt hình mà cô cầm dao đuổi bạn cùng lớp. Khi đuổi kịp, may mắn là có người ngăn cản, nếu không thì thiếu một chút nữa thôi là mũi dao đã xuyên vào họng người bạn kia. Và sau đó Runa còn gằn giọng, lần sau mà còn nói vậy thì đừng trách. Không lâu sau, cô phải chuyển trường nhưng kết quả thì không khá hơn. Cô còn bỏ học thường xuyên hơn trước, thậm chí khi đến trường cũng thui thủi một mình, không hề giao tiếp với ai. Vì bệnh tình, Runa không thể học hết cấp 3 nên bố mẹ đành cho cô học trường tư, nhưng lại nhận được sự phản đối của cô.
Mãi về sau, khi tốt nghiệp, Runa chọn cách ở nhà 24/7, rất ít khi ra ngoài, cũng chẳng thiết đi làm. Ông bà Tamura tuy vậy nhưng cũng không chút phàn nàn về con, ngược lại còn thêm yêu chiều. Vào dịp sinh nhật tuổi 20, mẹ của cô còn đặc biệt đến một cửa hàng trang sức có tiếng, đích thân chọn quà. Nhiều người sau khi nghe câu chuyện này cho rằng hành vi kể trên là nuông chiều quá mức, nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó, mỗi lần nhắc về cô con gái, họ đều trưng ra vẻ mặt tự hào. Trong thời gian trước khi bị bắt, hàng xóm cảm thấy nhà Tamura có phần kỳ lạ. Gia đình họ trong vòng một tháng bỗng nhiên biến thành một ngôi nhà hoang, cỏ dại mọc um tùm, đủ loại chất thải xếp thành núi bên ngoài. Hơn nữa sau khi về nhà, gia đình chỉ ra ngoài ăn, không thì chọn các món như mì tôm hoặc là cơm hộp. Vì vậy hàng xóm cũng rất nghi hoặc. Một nhà giàu có như vậy, sao lại chọn những thực phẩm như vậy? Liệu trong nhà có vấn đề gì không? Cho tới khi cảnh sát ập vào, mang theo những thứ bốc mùi hôi thối, hàng xóm mới lờ mờ nhận ra, có thể gia đình Tamura không chịu nổi cái mùi khó ngửi của cái đầu đang phân hủy, nên mới dành phần lớn sinh hoạt ở ngoài. Vậy tại sao một cô gái đôi mươi lại có thể làm ra chuyện khủng khiếp như vậy? Cha cô liệu có liên quan gì không? Còn cả nhà tại sao lại chọn cách bao che cho tội ác như vậy? Sau khi truyền thông tiến hành đưa tin về sự việc tại gia đình Tamura, nhiều người cho rằng đây là vụ giết người kỳ quái của bác sĩ tâm thần biến thái và cô con gái có tinh thần bất ổn. Trong khi chủ đề này làm ai cũng xôn xao, thì nhau đoán giả đoán non, thì bất ngờ có sự chuyển biến vô cùng bất ổn. Ông nội của Runa tiết lộ với giới truyền thông, cháu gái ông bị tên Ura đó xâm hại. Ông cũng thừa nhận do ghét đàn ông nên cháu mình mãi vẫn chưa kết hôn. Quay lại tối 27 tháng 5, khi Osuna cùng con gái tham gia buổi tiệc chia tay tại câu lạc bộ, và Ura cũng là một thành viên thường xuyên lui tới. Chính tại sự kiện này, Runa gặp Ura. Ban đầu thì cô chỉ nghĩ đơn giản, Ura là một người phụ nữ tốt bụng. Từ những đoạn video khách quan tại bữa tiệc, có thể thấy Runa ôm Ura đang diện quần áo nữ một cách thân mật, còn ông Osamu chỉ ngồi hàng ghế sau, quan sát hai người nhảy nhót. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Runa không về cùng cha mà cùng Ura đến khách sạn tình yêu. Chỉ khi tới nơi, cô mới phát hiện người đi cùng mình là một người đàn ông. Tới hôm sau, cô về nhà và kể cho cha mẹ nghe những gì diễn ra tại khách sạn. Cô không chỉ bị Ura xâm hại mà còn bị lão quay video. Sau khi bị bắt, cô nói với cảnh sát rằng vốn dĩ cô ghét và tránh tiếp xúc với đàn ông là do hành vi của Ura làm cô cảm thấy tức giận. Chuyện này khiến cha mẹ cô nghe xong cảm thấy xót xa thay cho con họ. Vì thế họ tìm đến Ura, yêu cầu lão không được bén mảng gần đứa con của họ. Lão ta cũng cam đoan sẽ biến mất khỏi cuộc đời họ. Phía gia đình Tamura cũng chọn cách không báo cảnh sát, bởi lẽ không muốn vụ việc trở nên rùm beng. Ai mới là người có tội? Tuy nhiên không lâu sau đó, Ura thay đổi thái độ, cầm trong tay đoạn băng ghi hình, lão ta liên tục quấy rối, thậm chí đe dọa Runa. Thế theo yêu cầu của lão, hai người đã gặp nhau nhiều lần. Ura còn lấy ảnh của Runa cho nhân viên khách sạn xem, tự xưng đây là bạn gái lão. Chính khi đó, hắn tưởng bản thân đã nắm thóp được cô. Ai ngờ điều này khiến Runa nổi điên, bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Vì thế cô ta đích thân mời Ura đến buổi tiệc hóa trang vào tháng 7 và hẹn lão đêm nay chỗ cũ. Sau đó, cảnh sát tìm thấy hai đoạn băng ghi hình tại nhà của Runa. Trong một đoạn, có thể thấy Ura quỳ trước bồn tắm trong khách sạn, bị bịt mắt, đeo còng tay. Runa dùng tay sờ vuốt đầu hắn, khiến lão cảm thấy vô cùng hưng phấn. Trong nửa sau đoạn băng, Ura đã mất khả năng nhìn lẫn phản kháng khi bị Runa đâm vào cổ và phổi từ phía sau. Qua đoạn băng có thể thấy rõ, người ra tay là Runa, cô ta cũng ghi lại toàn bộ quá trình gây án. Và sau đó, Runa thản nhiên bước đi trong đêm, đem theo đầu của nạn nhân lên xe của cha cô chờ sẵn rồi đi về nhà. Đoạn video còn lại thì còn kinh dị hơn, được ghi tại phòng tắm nhà Tamura, cho thấy Runa đang dùng găng tay phá hủy sọ người. Lúc này cái đầu vẫn chưa phân hủy hoàn toàn. Đoạn băng là do Osamu quay lại toàn cảnh con gái mình thủ tiêu đầu nạn nhân. Và sau đó, ba người họ sống chung cùng thủ cấp của lão, chịu cái mùi hôi thối qua ngày. Cho tới ngày mà cảnh sát xông tới thì cuộc sống kinh dị này mới chấm dứt. Những tưởng xác định được thủ phạm, có bằng chứng là đã xong, nhưng mọi chuyện thì chưa dừng lại. Trong dư luận Nhật Bản bấy giờ, thay đổi định kiến từ tên sát nhân biến thái lại chuyển sang đồng cảm với gia đình Tamura, hy vọng cơ quan tư pháp sẽ xử lý vụ án này công tâm. Họ cho rằng hành vi của Ura là quá sức tưởng tượng, lão ta bị giết cũng là kết cục xứng đáng. Hơn nữa, việc cha mẹ bảo vệ con là hoàn toàn bình thường. Sau khi bị bắt, Runa Tamura vẫn nhất quyết không nhận tội, như anh khẳng định tâm lý không ổn định nên mới ra tay với Ura. Cha mẹ cô cũng không ngoại lệ, họ im lặng từ khi bị bắt, đồng thời phủ nhận tội trạng mà cảnh sát đưa ra. Ngày 24 tháng 8 năm 2023, Tòa án Kiểm dịch của Hokkaido nhằm đưa ra xét xử công tâm nhất và làm rõ tội ác của gia đình ba người kia đã phê chuẩn yêu cầu của Viện Kiểm sát Sapporo về việc tiếp tục giam giữ theo cách quản thúc hành chính trong 6 tháng,
cho đến cuối tháng 2 năm 2024. Đây là biện pháp cưỡng chế hành chính, chỉ cần cơ quan công an phê duyệt thì lập tức có thể giam giữ và tiếp tục thẩm vấn những nghi phạm. Trước đó trong lịch sử Nhật Bản chưa từng có trường hợp quản thúc lâu như vậy. Tình trạng về tinh thần của Runa Tamura cũng sẽ tiếp tục được các chuyên gia giám định tâm thần nhằm xác định xem khả năng chịu trách nhiệm hình sự của cô ta tại thời điểm xảy ra vụ án thế nào. Tháng 6 năm 2024, Viện Kiểm sát thành phố Sapporo tiến hành truy tố Runa Tamura về tội giết người, tàng trữ, hủy hoại thi thể. Osamu Tamura tội đồng lõa xúi dục giết người và hủy hoại thi thể. Còn người mẹ bị cáo buộc đồng lõa xúi dục vứt bỏ và hủy hoại thi thể. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử, nhưng chắc chắn tội giết người sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Và đó là vụ án hôm nay. Qua vụ án là lời cảnh tỉnh sâu sắc về cách giáo dục và nuông chiều con cái quá mức dẫn đến những hệ lụy không thể vãn hồi. Còn bạn nghĩ sao? Hãy comment phía dưới nhé. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.